các nhà lúc mà đem tiền về, anh có nói một câu như vậy, anh nói là khi nào mà em không ở với anh nữa, anh sẽ trả cho em không thiếu một đồng, và có quỳ gối xuống dưới mặt mẹ, mẹ ngồi giống như vậy nè, Mẹ là để mẹ vợ mẹ mẹ ruột của em á, là làm mẹ ngồi giống như vậy nè, là mẹ không cho đem tiền về. Rồi anh ta quỳ xuống đất đó, nói là mẹ ơi, cho Út Lì á, là đem tiền về các nhà đi, khi nào mà Út Lì không còn sống với con nữa thì con sẽ trả Út Lì không thiếu một đồng. là cái lúc vay tiền đó hả? Dạ. Là chồng của chị quỳ xuống Dạ. trước mặt mẹ của chị, tức Dạ. là chồng của chị gọi bằng mẹ vợ Dạ. để năn nỉ để mang tiền Dạ. về. Dạ, lúc đó là chuẩn bị cắt nhà đó, nhưng mẹ không đem, không cho đem. Dạ em xin phép chào chị. Dạ. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? À, Thị Liền. Thị Liền. Chị Lìn Dạ, ha. dạ. Chị Lìn là quê ở đâu đây? Quê ở Kiên Giang. Dạ, hôm nay là chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì đây? Dạ, giúp đỡ để tìm chồng em. Tìm chồng Dạ, hả? dạ. Sao bé nhỏ xíu mà mình ẵm đi chi đây? Dạ, không có hai chồng, có hai mẹ con à. Người đất ơi, tội nghiệp vậy hả? Dạ. Bé nhỏ nhà mình nhiều tháng tuổi rồi đây. À, còn 5 6 bữa nữa là 7 tháng. Trời ơi, chồng đi đâu mà tìm đây chị? Chồng theo gái. Chồng theo gái hả? Chồng theo gái mình tìm chi nữa? Cho theo Tìm luôn về, đi. để lấy số nợ mà cho anh ấy mượn 6 triệu mà anh trả được 9 triệu 600 rồi, còn 50 triệu 400 nữa mà điện Bao liên lạc, nhiêu? Số nợ bao nhiêu? còn 50 triệu 400, Vậy là 60 triệu hả? 60 triệu, nhưng mà anh ấy gửi trả từ từ là được 9 triệu mấy à. Trời đất Rồi ơi. anh hứa là anh trả từ từ cho em, mà mẹ con em thì không lo, mà nợ thì không trả. Em điện thì lúc lúc em đi sanh điện nghe máy nhưng không trả lời, em điện em đòi tiền đòi nợ, đừng, anh lo cho bản thân lo cho con em, nhưng mà anh ta không trả lời mà cũng không liên lạc. Rồi em điện vài thì phá nguồn, tắt nguồn, đổi Chặn sim, hả? chặn. Chồng chị họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Đức Chung, Năm nay nhiêu tuổi rồi? 43 năm tuổi Tý á, 82 sinh 82. Tuổi chó Dạ hả? đúng rồi, Chị là năm nay nhiêu rồi? chú mèo. 87 hả? Dạ. Đúng không? Chồng là 84. Dạ. Là 8 82. 82. Dạ. 82 vậy là 42. Dạ. Còn chị là 87. 87 là 37. Trong giấy chứng minh 88. 88 Dạ. hả? 88 mới 36 thôi. Dạ. Chị và chồng là kết hôn lâu chưa? À, kết hôn được 1 năm mấy là thôi. Một năm mấy? Dạ. Hai vợ chồng chị gặp nhau trong cơ duyên nào? Chỉ là quen trên mạng thôi, rồi gặp mặt ở ngoài, rồi gia đình lên cưới hỏi. Ôi trời đất ơi, trước kia cũng quen trên mạng Dạ, hả? quen trên mạng rồi gặp mặt, rồi gia đình lên cưới hỏi đàng hoàng. Vậy là mình làm quen ông ấy hay là ông ấy làm quen mình? Thì hai người kiểu như lên mạng TikTok mới rồi nhắn tin làm quen vậy đó, Em hỏi thật, tâm sự lâu lắm rồi mới làm quen. em hỏi thật chị nhé, trước kia đến với chồng của chị á, là chị có gia đình gì chưa? Dạ có. Tức là mình cũng đổ vỡ một lần rồi Dạ. hả? Còn anh ta Người ta cũng 2 lần, em cũng 2 lần. là chị, là lần này là lần thứ ba Dạ. hả? Còn anh ta lần này với chị cũng lần thứ ba, Lần thứ ba, nhưng mà giờ hiện nay anh đang sống với bà thứ tư. lại theo bà thứ tư rồi. Dạ. Ôi trời đất ơi, sao ông máu gái quá vậy? Là mình trước kia là mình tìm hiểu nhau kỹ càng rồi Dạ, kỹ càng rồi mới kết hôn, mới đám cưới. để tiếp tục Rồi cái lần thứ ba này á, dạ. là trước kia là chị có suy nghĩ kỹ không? Dạ, suy nghĩ kỹ rồi mới kết hôn, mới đám cưới chứ. Ban đầu mình quen ông ấy thì mình thấy ông đấy như thế Thì nào? lúc đầu thấy cũng được lắm, Tốt tốt, cả gia đình luôn, rất là tốt. Nhưng mà sau này thì nó lại khác. được bao lâu thì bắt đầu là người đàn ông thay tình thay tính đổi nết? Thì chắc là lúc em có bầu Ồ, vậy là có bầu là bắt đầu là thay đổi tính tình hả? Khi mà hai người đến với nhau á, tìm hiểu nhau á, mình có chia sẻ với nhau là vì sao mà hai mối chia tình sẻ rất cũ là không? nhiều. Ông nói với chị sao ông bỏ hai bà vợ trước? À, chuyện vợ con ảnh thì ảnh ít chia sẻ cho em, còn em thì em chia sẻ thật sự, chia sẻ hết cho nghe. Mình cứ chia sẻ ở đây được không? Tịnh không có tiện chia sẻ không? Dạ không, Không chuyện hả? chuyện gia đình thì Ừ, không, em. mình không thì mình giấu nhá. Dạ. Vậy là người đàn ông kia là sau khi kết hôn với mình là ở Bến Tre luôn hay sao? Bến Tre. Mình có từng đi lên Bình Dương, Sài Gòn hay gì mình làm À, đám cưới xong được nửa năm là không? cắt nhà riêng đó, là cái số tiền cho anh ấy mượn là đem về cắt nhà đó.
Là chị cho mượn tiền. Dạ. Ôi trời đất ơi, sao tại sao mình là con gái mà mình lại cho? Không, tại vì mình vợ chồng sống nghĩ là thương thiệt tình, rồi ba mẹ khó không cho ở, cho ra ở riêng, nhưng mà ảnh thì không có tiền cắt nhà cho nên mới cho mượn ảnh là 60 triệu. Tiền đó là tiền của chị tiền hay là của tiền em. Của gia đình nhà chị? Tiền của em là của mẹ con riêng em là để dành được hả? Dạ, để dành được. Rồi tới chừng thấy hoàn cảnh hai vợ chồng cũng khó khăn, cũng thương, lúc đó cũng thương vợ vợ chồng chồng ngọt lắm. Rồi tới chừng các nhà lúc mà đem tiền về, anh có nói một câu như vậy, anh nói là khi nào mà em không ở với anh nữa, anh sẽ trả cho em không thiếu một đồng. Và có quyền gối xuống dưới mặt mẹ, mẹ ngồi giỏng như vậy nè. Mẹ là mẹ vợ hả? Mẹ ruột của em á. Là mẹ ngồi giỏng như vậy nè, là mẹ không cho đem tiền về. Rồi anh ta quỳ xuống đất đó, nói là mẹ ơi, cho Út Lì á là đem tiền về cắt nhà đi. Khi nào mà Út Lì không còn sống với con nữa thì con sẽ trả Út Lì không thiếu một đồng. Là cái lúc vay tiền đó hả? Dạ, dạ. Là chồng của chị quỳ xuống dạ. trước mặt mẹ của chị, dạ. tức là chồng của chị gọi bằng mẹ vợ. Dạ. Để năn nỉ để mang dạ. tiền về. Dạ, lúc đó là chuẩn bị cắt nhà đó, nhưng mẹ không đem, không cho đem. Lý do thời điểm đó sao mẹ chị không cho mang về? Là mẹ nói là sợ người ta đối xử tệ với mày nữa, cắt nhà xong người ta hắt hủi, người ta không trả tiền. Cái em mới nói là không, ảnh thương con lắm, gia đình mâu thuẫn rồi vợ chồng ra riêng rồi cắt nhà. Anh nói là cắt nhà xong là rước hai đứa con về nữa. Rồi vừa cắt xong là mẹ ảnh kiếm chuyện đuổi em đi. Con đó là con riêng hả? Là mâu thuẫn thôi, đó kêu là rước con riêng của mình về này, đúng không? Dạ. Mâu thuẫn chuyện gia đình thôi. Còn chuyện... Vậy là cái thời điểm đó có thể là mẹ của chị phát hiện được cái điều gì rồi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Có thể là mẹ của chị là người lớn nhìn nhận được vấn đề. Dạ. Bởi vì bản thân chị là một người con gái, nhưng dạ. chị đã trải qua hai đời chồng dạ. rồi. Tiếp tục tới người thứ ba thì tất nhiên là mẹ của chị phải rất là lo lắng. Dạ. Nhưng mà mẹ chị nói cuối cùng cũng đúng hả? Dạ. Mình có nghĩ đến cái câu là cá không ăn muối cá ơn không? Cái lúc đó mình thương chồng, mình cãi lời mẹ. Lú rồi, lúc đó là lú ấy. Lúc đó yêu quá đúng không? Dạ. Không có người đàn ông nào, người con rể nào mà lại có một cái hành động kỳ lạ như vậy hết. Dạ. Chị phải suy nghĩ như thế này này. Thứ nhất là người chồng, người ta phải có cái sĩ diện của người chồng. Dạ. Người con rể người ta cũng phải có cái sĩ diện của người con rể. Dạ. Không có ai mà đi quỳ gối trước mặt mẹ vợ mà đi xin tiền, để vay tiền để về nhà, để đi cất tại nhà. Tại lúc đó là mẹ cương quyết không cho. Thì đúng rồi. Nhưng mà trên đời này không có người đàn ông, dạ. người con rể nào mà đi làm một cái hành động đó hết. Đúng không? Dạ. Lúc ảnh bỏ đi đó là ảnh cũng có nói là ảnh trả từ từ, cố gắng trả từ từ cho em. Ảnh nói là cái câu cố gắng trả. Vậy là chị, vậy là về cuối cùng cắt nhà rồi có đón mẹ con chị về ở không? Ở chưa 2 tháng mấy. Nhà lớn không? Nhà cũng 120 triệu à. Nhà tiền chế à? Hai đứa là ảnh phân nửa, em phân nửa. À. Dạ. Rồi hai đứa con riêng của chị có về đấy ở không? Không, ở chung với ngoại. Rồi ảnh nói là cắt nhà xong sẽ rước hai đứa về. Nhưng mà cắt xong thì mâu thuẫn gia đình, rồi xong cái đuổi em đi, rồi hai vợ chồng mới lên Bình Dương được một tháng mấy. Mâu thuẫn gia đình cụ thể là vấn đề gì? Cho em giấu được không? Tại vì em chỉ... Tức là giữa gia đình của nhà mình hay là nhà chồng? Bên nhà chồng. À rồi, giấu không sao hết nhá. Dạ, em không nói nha, em chỉ nói về vấn đề vợ chồng thôi. Rồi. Dạ, rồi hai vợ chồng lên đây được một tháng mấy. Là một tháng mấy là lúc đó là bầu em được 4 tháng rưỡi á. 4 tháng? Dạ, lúc lên là 3 tháng rưỡi. Ừ. Rồi được 4 tháng rưỡi là anh ấy về, anh nói với em là về làm giấy tờ là dụ mẹ cắt khẩu ra. Tại vì mẹ ảnh... Mẹ không, là không, mẹ chồng. Mẹ chồng á là rồi. Không cho ảnh cắt khẩu. Ừ. Rồi anh nói là để anh về anh dụ mẹ cắt khẩu, đang anh đi vay tiền, đi lên đây lo cuộc sống cho hai đứa mình. Rồi xong là anh về là về luôn, là cắt liên lạc em luôn, em điện cũng không nghe máy. Vậy là từ lúc mà có bầu 4 tháng, 3 tháng hả? 3 tháng gửi lại lên 3, 4 tháng là bắt đầu về dưới. Dạ 4 tháng mấy là về dưới tới giờ luôn. Là chặn luôn? Chặn. Ôi trời đất ơi. Có lúc mà lúc em đi đẻ đó ha, là em điện số mới á, là có người khác cho số mới cho em. Chị khoan từ từ, vậy là thời điểm mà mình lên đây là hai vợ chồng có đi làm không? Có lên đây đi làm, cả vợ và chồng đi làm hơn một tháng. Hơn một tháng đó chị cảm nhận chồng của chị như thế nào? Thấy khác. Có thương chị như lúc đầu không? Miệng thì nói thương đó, nhưng mà tánh tình đó, thấy tánh tình thấy khác rõ luôn. Mình biết, mình hiểu, nhưng mà kiểu như mình không muốn nói. Chồng chị nói chuyện ngọt không? Ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Ngọt như đường nghĩa lo, nên chị bị dính vô đúng không? Đó, ngọt lắm. Nhưng mà
em biết trước là kết cục không có đến đâu đó, nhưng mà kiểu như mình mang bầu mình... Sao mình biết trước được hay là sao mình biết trước? Cái cách đối xử này nó khác. Chắc là lúc chưa ăn được là ngọt ngào đúng không? Ừ. Cái lúc mà chén được rồi là... Cái cách đúng đối không? Xử thì thấy khác lắm. Ừ. Còn mình thì mình thiệt tình, mình thương thiệt tình cho nên... Trong cái quá trình mà ở với chị trên này là hơn 1 tháng này, chị có thấy phát hiện cái điều gì bất thường không? Ví dụ nhắn tin với vợ cũ, ông này còn qua lại với vợ nhắn cũ tin hả? Với vợ cũ nhưng cài mật khẩu Zalo cho nên không biết bữa đó là trời xui đất khiến gì đó em mở được cái mật khẩu Zalo đó. Rồi mình phát hiện là điều gì? em phát hiện là vợ cũ là nhắn tin hỏi ba mày chừng nào về, là tôi sắp sửa soạn sửa cái nhà sao, ba mày về làm cho tôi. Rồi anh ta trả lời một câu là anh sắp sửa về rồi, anh không có ở đây nữa, là anh về dưới để lo cho các con đi học. Thì em đem cái tin nhắn đó em chụp gửi cho em gái, rồi xong cái em lấy cái tin nhắn đó em cho ảnh coi. Em anh mới hỏi là cái chuyện này là như thế nào anh. Anh nói là ảnh chỉ là tại anh thiếu nợ nhiều quá, anh túng, anh muốn dụ dỗ con kia gửi tiền cho anh 10 triệu đặng anh trả nợ ta. Anh trả lời với em là như vậy. Vậy là cái người đàn ông chị tin tưởng lần thứ ba này cuối cùng là thua rồi. Em biết không biết bữa đó là kiểu như mình buồn cái mình cầm điện thoại mình bấm mà không biết làm sao mà bấm được cái mật khẩu Zalo là em thấy cái tin nhắn đó, đó. Em sợ còn nhiều điều khác che giấu mà chị đấy không biết được là đâu. Đấy là chỉ là vợ vợ hai hả? Vợ hai nhắn tin hỏi Còn chưa khi tính nào là ba vợ mày về đầu về đúng không? đó, là lúc đó là ra vợ chồng đang làm ở đây, đang làm hồ đi làm công trình ở đây. Căng đấy. Vậy là sau đó là thanh niên này về quê là chuồn mất tiêu Và luôn. cái điện thoại nghe máy lúc nào cũng tai phone, không bao giờ nghe cái lô ngoài hay là ở ngoài. Mà lâu ngoài chị nghe chị phát hiện được Dạ, sao? đeo tai phone suốt. Cái thời điểm mà chị bắt gặp được như vậy chị có sụp đổ không? Chụp đó chứ. Lúc đó là đang mang bầu rồi đúng không? Đúng rồi. Lúc đó đưa vào thế rồi. Em Là mình biết trước được cái kết cục rồi đúng không? bị stress rồi xong cái hôm sau em bị đau bụng luôn. Cái anh ta có chở em đi khám. Có đi Ông ta check chỉ up. giải thích là đang chuẩn bị dụ lại để Dụ lấy 10 triệu. làm nhà sao đã lấy tiền công cho nó chờ gửi cho anh 10 triệu rồi anh về nhà anh trả nợ người ta. Đó là một sự lươn Đó lẹo. là thực tế anh ta nói với em một câu như vậy. Ông ta đang gạt chị thôi. Bởi vì cái Rồi người đàn ông như thế này á chị, nếu mà tính tới mối tình của chị là mối tình thứ ba mà lại có cái trường hợp mà đào hoa lăng nhăng bên ngoài, thậm chí có những cái hành động thật sự rất kỳ cục để mà có được cái số tiền về xây nhà như vậy á, mà sau đó thì lên cùng với chị mà trong khi vợ thì đang bụng mang dạ chửa, dạ về là về bỏ luôn, mà giờ này lại lặn mất tiêu rồi, chuồn mất tiêu rồi, cũng không trả nợ mà cũng không lâu. Vậy là cái mục đích của chị hôm nay về đây là chị mong muốn tìm lại cái người đàn ông này, tìm ảnh về đây để lấy lại số tiền. Tiền của mình là phải trả cho mình. Dạ. Không thể nuốt được. Không, dạ đúng rồi, tại vì số tiền này là của mẹ con em cực khổ làm được, dành dụm lâu lắm mới được 5-60. Cái thời điểm mà trong quá trình chị gần sinh đó là người đàn ông này không điện thoại hỏi thăm gì luôn hả? Lúc em đang đau bụng, em đau bụng ở trong bệnh viện, chỉ có một mình em với bác sĩ thôi, em có điện cho anh ta nửa đêm 12 giờ. Anh ta nghe máy nhưng anh ta không trả lời một câu. Chán hả? Tội nghiệp bé ghê ạ, bé dễ thương quá mà dạ, bây giờ. Cũng có nhiều mấy đứa em nó nhắn tin nói là vợ anh xanh này kia rồi, là rồi có bà chị bạn trên mạng lại nuôi em 2 ngày, là trên mạng nó quen trên mạng thôi, bà chị đó đó là bà lại nuôi em 2 ngày, rồi vợ chồng bà cũng điện cho ảnh là ảnh hứa là 2 ngày sau ảnh lên với em, rồi ảnh nói với bà chị đó là 2 bữa nữa anh lên mà mất. Ngày xưa là mình chơi tốt tốt, mình làm idol hả? Hay kiểu sao? Kiểu như lâu lâu rước gặp bạn bè đó rồi lên chơi. Like lên đúng không? Dạ. Ông này cũng like hả? Ông này cũng like. Bây giờ kênh tốt tốt của ông còn không? Còn. Vẫn còn hả? Dạ. Có bắt gặp ông lên like không? Em bắt gặp lên like là tới cái bữa mà cho về quê đó ha. Là về giấc sáng. Về giấc sáng là tới chiều hôm sau mới tới nhà. Là tối hôm đó là ảnh lên like, ảnh nói chuyện với bà nào đó là ảnh nói là ảnh bỏ vợ 6 tháng rồi mà thực tế là mới về hôm qua thôi. Mới về thì từ chỗ phòng vợ mình đi lên like thôi đó, chắc chiều tới nhà là cách nhau có một đêm với một ngày thôi đó, mà ảnh nói là ảnh bỏ vợ 6 tháng rồi. Đó là em lướt, tại vì em lấy cái nick mới, em biết cái tánh tình của chồng em đã thay đổi rồi cho nên em tạo nick mới, em theo dõi là em vô là ảnh nói là ở một cái em mới nói là em cho anh nói lại một câu nữa, cái anh nói là tại mình ở một mình thì mình ở một mình, cái em mới nói hồi nãy anh nói câu gì cái nó khác kìa,
anh bỏ vợ 6 tháng rồi, nhưng mà thực tế anh mới ở đây với em hôm qua. Lúc đó ông có sửng sốt không? Sửng sốt tắt máy luôn, tắt tắt like luôn, rồi chặn em luôn. Lúc đó là chặn em luôn. Ông này có tài cán gì mà chị mê thử à? Thì lúc mới gặp á thì anh ta nói chồng em là cái loại sở khanh, cái loại mà đàn ông mà sống phụ bạc phụ nữ, vợ con mà bỏ rồi kia. Anh thì anh không có, mà nói chung á thì lo thì lo, nhưng mà lo rồi lo trước rồi kể sau ông này. Ai ngờ anh còn gấp 10 lần, gấp 10 lần hơn chồng em luôn. Anh còn khốn nạn hơn chồng em nữa. Chồng em người đúng ta không? Người ta tệ bạc nhưng người ta vẫn lo cho con người ta. Còn anh là thuộc cái thành phần là sở khanh rồi. Dạ. Cái này đúng là lý thông rồi. Dạ. Chị có biết lý thông không? Thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều á, biết không? Dạ. Chị có coi cái bộ phim Gã Sở Khanh không? Dạ em ít coi phim. Ít hả? Dạ. Về mở cái bộ phim đó lên coi đi, y chang như cái ông chồng của chị này. Dạ. Ông nói đạo lý dữ lắm đúng không? Chửi chồng em sống sở khanh, sống khốn nạn này kia. Vậy là ông thường hay nói đạo lý hả? Hay chấn an tâm lý mình hả? Đúng rồi đó. Ngày xưa tán chị là có rủ chị đi chơi không? Không không, chỉ là về nhà thăm gia đình rồi từ từ bàn chuyện, cứ vậy, hỏi luôn à. Nhanh vậy hả? Dạ không có đi. Lúc ban đầu là quen trên TikTok là hai người like hay với nhau hay gì? Thì kiểu như đăng hình lên người comment rồi tin rồi đó. Xong đó là nhắn tin đúng không? Dạ dạ. Xin số Zalo các kiểu ha. Nhắn tin trong TikTok lâu lắm, tâm sự chỉ là tâm sự ngoài thôi, ngoài lề thôi, rồi kiểu như ảnh nói là hiểu nhau. Kiểu như em tâm sự anh nói là thấy hiểu nhau đó cho nên. Văn đấy, lúc đầu bắt đầu văn thơ đấy. Ảnh mới xin số điện thoại gửi số điện thoại của ảnh qua cho em kết bạn. Dạ, sau đó là mình kết bạn. Dạ. Giờ mình có gặp ở ngoài không? Bao lâu gặp ở ngoài? Chắc cũng tầm em cũng không nhớ, một tháng hay nửa tháng gì đó là em về quê xong cái hẹn gặp nhau, xong cái rước vô tới nhà. Gặp nhau bữa đầu là rước vô nhà luôn hả? Rước vô nhà. Trời đất ơi, máu dữ vậy hả? Rước vô nhà kiểu như là thăm gia đình vậy đó. Dạ. Rồi sau đó là rủ đi uống cà phê không? Dạ không, vẫn ở nhà luôn. Nhà rồi bao lâu thì mình gắn bó thân thiết hơn? Chắc cũng tầm 2 tháng, tháng mấy 2 tháng. Là bàn đến cái chuyện mà về ở với nhau. Nói chung là quen lúc tháng 9 là tháng 11 đám cưới á. Đám cưới đó là ông bỏ ra lo hay là mình bỏ ra lo? Dạ ổng lo, nhưng mà lo rồi cuối cùng cũng lấy lại hết. Ủa sao kỳ á? Thì bán lại lo trong gia đình hết. Ôi trời đất ơi, chơi gì mà chơi kỳ á? Dạ. Chơi vậy ai chơi lại? Dạ. Lúc đó mình có tân hận ra nữa không? Dạ không. Nhưng mà bản thân mình là một người phụ nữ như 88 là năm nay là 36. Mà mình trải qua tới giờ phút này là người thứ ba rồi, mình cảm thấy cuộc đời mình có lênh đênh long đong lận đận đường tình duyên không? Dạ. Mình được mấy người con rồi? Hai đứa. Bé này là bé thứ ba hả? Hay bé thứ hai? Bé hai đứa rồi, mà bên một đứa nhỏ bên cha vậy, bên cha nuôi. Lớn chưa? 5-6 tuổi. Các con có biết chuyện này không? Dạ con đang sống với em. Còn bà ngoại là mẹ của chị đã biết chuyện này rồi đúng không? Bà ngoại tầm hình như là mới biết tầm tháng thôi. Bà ngoại có phản ứng gì không? Cũng trách móc dữ lắm. Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ. Không nghe lời mẹ bây giờ khổ con thấy chưa? Là lúc đó là thấy bản thân như vậy đó, vừa trách bản thân vừa giận cho nên. Vậy là mẹ của chị phát hiện ra rồi. Không dám cho gia đình hay, gia đình mới hay cả tháng nay thôi. Mình không thể giấu được, bởi vì mình không thể một mình tự mình chịu đựng được. Trời đất ơi, con gái ơi, thương quá. Hay là nó khát sữa hay gì rồi? Em mới cho bú. Cho bú chưa? Dạ rồi. Chỉ thương quá. Để các chú tìm ba về cho con nhá. Trời đất ơi. Con ơi, gái ơi. Tìm về để lấy tiền. Ngoan nào. Cười kìa, cười kìa. Hay về ở với chú nuôi được không? Nhá. Chịu không? Cười tươi quá. Con gái dễ thương xinh xắn như thế này mà cha sao mà nỡ đành lòng nào. Cuộc đời của chị cũng buồn ha. Dạ. Sóng gió nhiều ha. Tới giờ phút này mà cái ngày mà gái ơi. Ơi à, có theo người lạ không? Theo. Theo hả? Nè. Ngồi trong đi với chú nha, chú bé này. Chú bé đi chơi này. Lâu hay là gái vô bé đi. Này bé với chú này. Ồ, theo chú ra ngoài chơi nhá. Rồi. Gọi nhận ba luôn đi. Đi với ba đi. Đi với ba.
Khổ ghê. Vậy là cái ngày mà sinh con ra đời đó là chị vẫn hy vọng rằng là chồng của chị có thể là Em vẫn còn hy vọng là chồng có thể quay trở quay về về, lo cho mẹ con. thay đổi, sửa sai, nhưng mà tiếc rằng là vẫn không quay trở về ha. Mình lấy người chồng Tại cũng vì do là cái tội mình đã hết tiền cho nên chồng không có gì nữa. Mình nghĩ là chắc vậy. nghĩ sao? Nghĩ là mình hết tiền, mình không còn tiền cho nên chồng không có gì nữa. Và bây giờ là đang Trong ấp bụng theo là bà thứ tư rồi, khổ à. Rồi bà đó lại cũng như hoàn cảnh như chị thôi. vậy. Chỉ nghe vậy thôi cho nên cũng không hiểu gì lắm. Trên video này chị hãy nói một cái điều thẳng thắn tới người chồng vô tâm này của chị. Xem được video này sớm về gặp chị, đặc biệt phải có trách nhiệm với đứa con mới chào đời và trả lại số tiền những gì của chị. Chị nói chuyện với anh ta đi. Chị gọi tên người chồng của chị ra, chị nói chuyện đi. Mẹ gọi trong đây luôn hả? Đúng rồi, chị nói đi, không ý là chị nói nhắn nhủ á, trên video này nè. À, trong cái video này á, em nhắn nhủ tới anh Nguyễn Đức Chung. À, bây giờ á, mình vợ chồng sống với nhau cũng có mặt con à, rồi em đã đem tiền về cho anh mượn cách nhà, nói là vợ chồng sống chung á, thì cái số tiền đó không có trả. Còn nếu mà một ngày nào đó anh không có sống với em không ở với anh nữa thì anh sẽ trả cho em không thiếu một đồng. Rồi bây giờ á, anh không lo cho mẹ con em, rồi anh cũng không trả số nợ anh thiếu em. Bây giờ em chỉ mong muốn anh xem được cái video này và anh sớm trả nợ cho em để em lo cho con em. Em chỉ Và đặc biệt về có phải có gì trách thôi. nhiệm với lại đứa con của mình. Tội quá, thương bé quá. Bây giờ mình gặp cuộc tình thứ ba vậy, mình ám ảnh chưa? Ảnh còn mạnh miệng lên live nói là ảnh nghi ngờ đứa con trong bụng này không phải là con của ảnh. Ôi trời đất ơi. Em nói là nếu mà không phải là anh nói là không phải con của anh, em sẽ nhờ bên luật pháp xét nghiệm ADN sẽ lấy lại công bằng cho em những gì mà anh đã nói xúc phạm em. Thôi không cần nữa chị ạ. Một cái loại người như vậy là thì mình cũng không cần nữa. Mình nếu mà đã buông ra những cái lời mà nhẫn tâm như vậy thì mình từ giờ trở đi không cho gặp con. Rồi tới chừng lúc mà em nhắn ảnh đi không về, em nhắn tin đòi nợ, ảnh nói là nếu mà em không có khả năng nuôi con em cứ sanh đi rồi gửi về cho anh nuôi. Ảnh nhắn lại một câu cho em như vậy nữa. Rồi mình trả lời sao? Em nói là không, con em không bao giờ bỏ. Đúng. Và nói thẳng với anh ta luôn là không có đủ tư cách để mà nhận con nuôi con. Dạ đúng rồi, hôm đó em có nói là anh không có tư cách để đòi nhận Không có con, một tư cách nào hết. tại vì anh không có lo cho em, không có lo cho mẹ con em. Buông ra những cái lời thật sự rất là Em cay không có đắng. giống như mà người đàn bà khác mà bỏ con mà tự nhiên người ta không nuôi mình mà đem cho. Đúng rồi. Chị cứ hình dung ra như thế này này. Có cái người đàn ông nào mà Anh nói bỏ hết cái sỉ diện mà đi quỳ trước mặt mẹ vợ, mà đi năn nở vợ đưa tiền cho thực về xây tế nhà là không? vậy, dạ thực tế là Đúng vậy. không? Mình phải hình dung ra trên đời này làm gì có cái kiểu đàn ông nào như vậy. Ông ta chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi đúng không? Nói chung mình nhìn cũng đẹp trai đúng không? Đẹp trai, hot hay, dẻo mỏ, hay đạo lý. Nhưng mà cái tâm thì thật sự là rất là nhẫn tâm. Tới giờ phút này là bỏ vợ bỏ con. Nếu thật sự cái người chồng của chị á mà thương mẹ con chị thì không bỏ như vậy đâu. Người ta mà mục Miệng lúc đích nào anh cũng nói là rất là thương mẹ con em. họ xạo thôi, họ chỉ xạo, họ lừa mình thôi. Nếu họ thương thì họ đâu có bỏ như vậy. Và cái người đàn ông đó để mà tự lực cánh sinh á, hiếm lắm người ta mới nhờ bên vợ nha. Tự bản thân người ta có cái sĩ diện của người ta, có đôi bàn tay của người ta, tự lực người ta cánh sinh, chứ không bao giờ có cái chuyện mà phải nhờ cậy bên vợ để rồi lấy mấy chục triệu về xây nhà rồi là. Xây xong rồi kiếm cớ không ở với em về là bỏ em thì tiền cũng không trả. Cho nên Mình hôm nay em mới lên đây nhờ mấy anh giúp đỡ. hết cách rồi đúng Giờ không? em hết cách rồi. Bản thân chị cũng đâu Tại muốn lên đây em đâu đúng không? rất là khổ. Con nhỏ không gặp là không có làm gì ra tiền. Bây giờ là ai chăm con, bà ngoại có chăm phụ không? Không, em vẫn còn đây nè. À. Bà ngoại mới biết, bà ngoại điện quá trời điện kêu Bây giờ về. hiện tại mình đang ở đâu? Em đang ở Tân Yên. Ở đấy với ai, có bà con không? Ở với con trai. Con trai có đi làm kiếm tiền được không? Dạ con trai đang nuôi mẹ. Trời đất ơi, bây giờ mới 7 tháng sao đi làm? À 7 tháng đi làm được rồi nha. Chưa đi làm được Nhưng mà tội bé lắm. Bé bây giờ bé như tại vậy sao được? bé thiếu sữa nữa, bé không, em không đủ sữa cho bé nữa, Rồi tiền bạc kinh tế sao? rất là khó, Giờ đâu có trông chờ vào ai được đâu có đâu. trông chờ ai. Thì Con trai nhiêu tuổi rồi? con trai
18 tuổi. 18 hả? Dạ. Đi làm nuôi mẹ cứ tháng nào cũng lâm nợ hết. Tội nghiệp. Quá tội nghiệp. Bây giờ mình có ý định tư tưởng rằng là kiếm ông nữa, ông thứ tư nữa không? Không. Thôi nha. Không phải là thôi nhưng mà mình sau này mà nếu có quen thì quen làm bạn thôi chứ không lấy chồng. Hoặc là mình đừng có mình không nói trước được. Đúng rồi, cái chuyện đó là bình thường. Bởi vì tuổi đời của mình năm nay mới 88 36 tuổi, còn cả một tương lai phía trước. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng trong tất cả các mối quan hệ mình phải tìm hiểu thật kỹ. Nói chung là hiện giờ bây giờ chồng em đối xử với em như vậy đúng là áp lực rất là lớn. Cho nên em không có nghĩ đến cái chuyện đó. Còn chồng của chị thì mà mình gọi là chồng hả? Thôi không gọi chồng nữa đi. Bây giờ thì em lên mạng thì mình nói chuyện lịch sự vậy ạ. Tìm chồng về đang giải quyết thì số tiền bạc, còn nếu mà tìm về ở chung một nhà thì em sợ rồi. Em không dám mà. Nếu mà bây giờ như thế này, chồng về ăn năn hối cải và muốn chăm lo cho hai mẹ con thì mình có đồng ý không? Lý do không? Không. Tại sao? Không. Kinh tởm rồi đúng không? Em sợ. Ám ảnh rồi đúng không? Ở vậy mấy mẹ con lấy chồng khổ ha. Em rất là thương chồng em luôn á. Em thương hơn cả chồng trước luôn á, rất là thương. Nhưng mà chồng em làm tổn thương em lần này là kiểu như là em không có còn cảm giác gì. Cái người phụ nữ mà người ta thương ai là người ta thương ghê lắm. Dạ. Nhưng một khi đã bị phản bội là họ hầu như họ mất niềm tin. Dạ. Họ không còn tình cảm để dành chọn cho nữa rồi. Dạ. Rất nhiều câu chuyện vợ chồng về đây nhờ anh em. Dạ. Nhiều anh chồng về đây tìm vợ vì lý do là không trân trọng vợ. Dạ. Đến khi tìm được vợ về thì vợ chia sẻ ra anh em té ngửa luôn. Dạ. Bởi vì chồng cứ mải mê đâu đâu ngoài bên ngoài, cứ ăn chơi thì nghe lời bạn bè, không quan tâm gì em vợ con. Em cần nghĩ cái lúc mà mình sanh mà mình tự sanh tự ở cử là đúng tự rồi. Lo tự nuôi là chỉ nghĩ tới cái lúc đó thôi là mình cảm thấy là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mình cần nhất người chồng của mình đấy. Quá sốc, rất là sốc. Em nghĩ rằng là trải qua cái thời điểm đó chị chắc chắn sẽ bị trầm cảm, nhưng mà tới giờ phút này là chị như vậy là em cũng mừng cho chị đấy. Có chứ, cũng có hàng xóm qua rồi tâm sự tuổi thân ha. Cố gắng. Tuổi thân như là lúc sanh á, 30 ngày khóc tới 29 ngày. Khóc như vậy mai mốt á, chị ảnh hưởng tới mắt lắm á. Buồn cho bản thân thôi chứ không buồn người ta gì thế. Tại vì mình quá tin, mình thương cho nên mình mới đưa số tiền đó. Nếu mà mình không thương thì không tin tưởng thì đâu có đưa. Giờ còn yêu nữa không? Yêu dữ lắm ạ. Giờ vẫn yêu hả? Thấy mặt yêu lắm rồi. Nhưng mà giờ còn yêu thật không? Dạ không, đây là vừa hận vừa yêu hả? Không. Yêu gì nữa? Bây giờ ông lại đang đi làm lên kịch bản tiếp tục bà thứ tư này, tội nghiệp người ta nữa. Mình có lời nào mình cảnh báo tất cả các chị, các cô đặc biệt tuổi đời giống chị đi, cảnh giác cho những gã đàn ông mà miệng lưỡi. Dạ. Hoặc là nghe mùi tiền. Không đâu, kiểu như mà mỗi người mỗi cảnh mà. Mình tại vì mình cũng ấy nên mình ngại mình dám chia sẻ không? Kiểu như mà chuyện riêng tư của mình thì mình đã bị vậy thì mình tâm sự là mình tự biết tự chịu thôi chứ mình không dám khuyên hay là dám nhắc nhở gì, tại vì bản thân mình tự chịu. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dạ. Bây giờ chị là thật sự là mệt mỏi ha. Dạ. Thôi cố gắng trong cái thời gian này, đặc biệt dạ. Chị phải nhớ là ăn uống giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bởi vì là con đang bú sữa mẹ đúng không? Dạ. Thì mình cố gắng lên. Dạ. Khó khăn nào rồi cũng qua hết, mình dạ. Cố gắng mình ăn những cái gì đó có cái một cái chất dạ. Để cho con nó bú con được khỏe mạnh nhá. Dạ. Em tin rằng là sau này là chị, thời gian sắp tới cũng như là các con của chị sẽ hạnh phúc và sẽ gặp những cái điều may mắn. Dạ. Và đặc biệt rằng là cái người đàn ông mà bỏ vợ, đặc biệt bỏ đứa con chính là máu mủ ruột già của mình, chắc chắn rằng ông trời ông có mắt lắm chị ạ. Dạ. Gieo nhân nào thì dạ, gặp quả nấy. Như vậy chắc chắn điều đó sẽ dạ, xảy ra. Em đang mong đợi kết quả là như vậy ạ. Và một hai điều đó. Chị phải hiểu rằng là thời bây giờ quả báo nó đến liền dạ. Lắm, nhanh lắm dạ. Nhá. Nên mình cũng đừng để ý cái chuyện đó dạ. Quá để rồi ảnh hưởng tới cái tinh thần cũng như sức khỏe nhá. Hy vọng rằng là anh trai nếu xem được video này, vợ của anh hôm nay ẩm đứa con thơ chuẩn bị tròn 7 tháng để về nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm anh, thì mong rằng anh đang ở đâu đó, cái số tiền mà anh ngửa bàn tay ra, anh từng quỳ gối trước mặt mẹ vợ để anh vay mượn về anh làm nhà. Dạ. Và anh hứa hẹn rằng là sẽ thương vợ, thương con suốt cuộc đời, nhưng mà tới giờ phút này chưa được bao lâu anh bỏ mặc hai mẹ con. Và số tiền đó anh cũng ẩm tẩy luôn, nên mong rằng anh ở đâu đó không còn thương vợ con, là về gặp trực tiếp vợ con. Thứ nhất, trả lại số tiền cho người ta. Bởi vì cái đồng tiền này là đồng tiền mồ hôi nước mắt
người ta tích góp được, chứ không phải là tiền bổng không từ trên trời rơi xuống. Mà anh đi lấy rồi anh làm nhà rồi bây giờ anh chùn mất tiêu. Nên anh còn là một cái người đàn ông thực sự, thì tiền của chị gái này thì anh về anh trả đi. Còn anh không còn thương, anh thương người khác hay là như thế nào, đó là quyền của anh. Chị dạ, gái này tới giờ phút này cũng không quan tâm nữa. Dạ đúng rồi. Còn đừng để khi anh em đội hình sự cái Thanh Hải mà tìm được để mà đưa ra pháp luật, thì thật sự cái vụ việc này có thể là đi xa đấy anh. Bởi vì 60 triệu anh để nhớ trả được mấy triệu rồi? Trả được 9.600.000. Rồi còn 50.400.000 thì anh thu xếp về càng sớm càng tốt, trả cho chị gái để chị gái lấy tiền nuôi con. Bởi vì con đang 7 tháng mà chị không có đi làm được. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nha anh trai. Cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận. Yeah. Sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ chị hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết mình. Yeah. Thì hôm nay chị về đây chị chia sẻ cái câu chuyện là tìm người gọi là chồng đi ha. Gọi là chồng. Chồng. Là có vay của chị, yeah, lấy của chị 60 triệu và trả được 9.600.000. Yeah. Hiện tại còn 50.400.000. Là chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có. Toàn bộ thông tin sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai? Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ. Em thì không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc. Suy nghĩ rất là lâu rồi. Dạ. Em chỉ biết cầu chúc cho mẹ con chị. Dạ. Nha, chúc cho bé là hay ăn chóng lớn nha. Dạ. Cầu chúc cho chị là những ngày tháng sau này sẽ gặp những cái điều may mắn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn cô chú anh chị ạ. Thật sự chị gái này rất là nghị lực để mà trải qua những cái ngày tháng bầu, mang bầu rồi đến lúc sinh con cho tới thời điểm hiện tại con 7 tháng, thì chị gái này phải gặp rất nhiều điều muôn vàn khó khăn. Dạ. Cũng như là áp lực về cuộc sống. Dạ. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị hãy chung tay góp sức và cùng với anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ chị gái này sớm tìm ra được người chồng, để mong người chồng trả lại cái số tài sản cho chị để chị lấy tiền nuôi con. Thì mong rằng tất cả các cô chú anh chị cũng xem video này cũng hoan hỉ, cũng đón nhận cái câu chuyện của chị, cũng đừng ai nói này nói kia. Dạ. Bởi vì là bản thân chị cũng không có muốn lên đây làm gì hết các cô chú anh chị ạ. Không có ai mà muốn mà đem cái chuyện gia đình mạch áo cho người xem lưng. Dạ, thật sự chị cũng hết cách rồi. Dạ, bế tắc rồi. Cố gắng chị nhé. Dạ. Chào chị, em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ.